Phó giáo sư, thí sinh Lê Hải Anh, ủy viên ban cán sự đảng, bí thư đảng ủy, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Mỏ Địa chất, thường trú tại nhà U Đích Côn Bốc, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, đô thị Hà Nội, đã từ trần hồi 7 giờ 10 phút, ngày 17 tháng 10 năm 2019 tức ngày 19 tháng 9 năm Kỷ Hợi, hưởng dương 48 tuổi. Lễ viếng bắt đầu từ 12 giờ 5 phút, thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019 tức ngày 23 tháng 9 năm Kỷ Hợi, tại nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu vào hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày. Lễ quả táng vào hồi 17 giờ 5 phút cùng ngày tại Đài Hóa Thân Hoàng Vũ, đô thị Hà Nội. An táng tại Công viên Vĩnh Hằng Nghĩa Trang Thiên Đức, Phú Thọ. Tiểu sử Thứ trưởng Lê Hải An. Ông Lê Hải An sinh ngày 1 tháng 4 năm 1971, quê quán Hà Tĩnh. Đồng chí vào đảng ngày 18 tháng 5 năm 2001, trình độ chuyên môn, phó giáo sư, tiến sĩ, trình độ lý luận chính trị, cao cấp, ngoại ngữ, Anh giờ, Nga giờ. Chức vụ công tác hiện nay, ủy viên ban cán sự đảng, bí thư đảng ủy bộ, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tóm tắt quá trình công tác của ông Lê Hải An. 12/1995-7/1997, trợ giảng, bộ môn địa vật lý, khoa dầu khí, trường Đại học Mỏ Địa chất. 7/1997-8/1998, học cao học tại Đại học Tổng hợp Brunei, đô thị Bandar Seri Begawan, Vương quốc Brunei. 8/1998-7/2001, giảng viên, bí thư chi đoàn cán bộ, khoa dầu khí, trường Đại học Mỏ Địa chất. 7/2001-11/2004, học nghiên cứu giảng sinh tại Đại học Heracles, đô thị Edinburgh, Vương quốc Anh. 11/2004-11/2011, giảng viên, phó trưởng bộ môn địa vật lý, phó trưởng khoa dầu khí, trưởng khoa dầu khí, trường Đại học Mỏ Địa chất. 1/2011-3/2014, trưởng phòng hợp tác quốc tế, bí thư đảng ủy khoa dầu khí, đảng ủy viên trường, giám đốc trung tâm nghiên cứu giảng môi trường địa chất, phó hiệu trưởng trường Đại học Mỏ Địa chất. 3/2014-6/2014, giảng viên, bí thư đảng ủy khoa dầu khí, đảng ủy viên trường, giám đốc trung tâm nghiên cứu giảng môi trường địa chất, hiệu trưởng trường Đại học Mỏ Địa chất. 6/2014-3/2015, giảng viên, bí thư đảng ủy khoa dầu khí, đảng ủy viên trường, giám đốc trung tâm nghiên cứu giảng môi trường địa chất, hiệu trưởng, bí thư đảng ủy trường Đại học Mỏ Địa chất. 3/2015-8/2015, giảng viên, đảng ủy viên trường, giám đốc trung tâm nghiên cứu giảng môi trường địa chất, hiệu trưởng, bí thư đảng ủy trường Đại học Mỏ Địa chất. 8/2015-1/11/2018, giảng viên, đảng ủy viên trường, giám đốc trung tâm nghiên cứu giảng môi trường địa chất, hiệu trưởng, bí thư đảng ủy trường Đại học Mỏ Địa chất, ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội. 2/11/2018 đến nay, thứ trưởng, ủy viên ban cán sự đảng, bí thư đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo thông báo của Bộ Giáo dục điện thoại, ban tổ chức lễ tang ông Lê Hải Anh do ông Phùng Xuân, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng ban. Ngoài ra, ban tổ chức lễ tang còn có hai thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Nguyễn Văn Phúc cùng 13 thành viên khác.